Kính chào quý vị, hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 11 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức liên hoan tuổi trẻ sáng tạo lần thứ 13 năm 2022, giới thiệu hơn 2.000 công trình sản phẩm mô hình sáng tạo độc đáo, có tính thời sự và tính ứng dụng cao. Sự kiện lần này là nơi các bạn trẻ đóng góp những sáng kiến, hiến kế, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh. Trong khuôn khổ sự kiện, thành đoàn đã trao tặng bằng khen cho Hoa hậu môi trường Nguyễn Thanh Hà cùng nhiều cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc với những sáng kiến đóng góp cho cuộc sống, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tốt đẹp hơn. Tin rằng là trung tâm sẽ là nơi để các bạn trẻ có thể tìm đến, có thể sáng tạo, học hỏi và có thể tình nguyện giúp đỡ những người xung quanh cũng như là cộng đồng của mình. Bản thân Thanh Hà trong nhiệm kỳ sẽ cố gắng tiếp tục kết nối với trung tâm để mà truyền tải được những cái thông điệp có ích đến cho tất cả mọi người. Dịp này, Hoa hậu Thanh Hà đã tham gia ủng hộ cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu về tài nguyên nước. Cô đại diện cho ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải sau câu hỏi thú vị, giúp người tham dự hiểu về giá trị của nguồn nước sạch trong cuộc sống hàng ngày.